Rồi xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT. Thì như trên màn hình cô chú hiện tại mình đang thấy đây là một cái lô sam trái con lên với 5 combo nha, một combo là hai cây và con lên với giá rất là mềm, thì cô chú mình xem tham khảo ha. Thì đầu tiên là combo mã số 1B, thì 1B này thì có hai cây nha, một cây cỡ ngón tay út, thân lắc lượng rất là có duyên đó. Thân lắc lượng rất là có duyên ha. Mã số 1B là một cặp hai cây. Cây này thì góc cỡ chừng ngón tay cái. Thân cũng lắc lượng nhẹ. Thì cặp đầu tiên thì con giao lưu với giá là 180.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó. Phí ship là 33.000. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ nha. Mã số là 1B. Tiếp theo là mã số 2B. Góc của nó cũng cỡ chừng ngón tay cái ha. Cây thì đắt lượng. Đó, kiểu dáng nó vậy ha. Đây mã số 2B, hai cây. Thân cây này cũng đắt lượng nha. Chi tàn đang rất là khỏe, rất là ok ha. Gốc là chừng ngón tay cái. Rồi mã số 2B này con giao lưu với giá là 180.000 luôn. Cộng 33.000 tiền ship nha. Tiếp theo là mã số 3B. 3B là một cây bay, một cây đứng. Gốc cỡ chừng ngón tay trỏ. Đó, cây bay dáng bay thì nó lâu lớn hơn ha. B nha cô chú. Gốc cỡ chừng ngón tay cái ha. 3B này cũng 180.000 cộng 33.000 tiền ship nha. Tiếp theo là 4B. Gốc thì bự cỡ có ngón tay cái. Cây dáng bay, lắc lượng. Cây này thì gốc cũng cỡ ngón tay cái luôn. Thân cũng lắc lượng luôn ha. Đó. Lá bọng rồi hiện tại đang tốt, rất là đẹp. 4B này cũng 180.000 cộng 33.000 tiền ship nha cô chú. Tiếp theo là 5B. Đó, mã số 5B cũng là một cây dáng bay rồi nó hồi lại ha. Rất đẹp. Gốc cỡ chừng ngón tay cái. Cây này thì cỡ chừng ngón tay trỏ. Ngón tay cái luôn. Thân cũng lắc lượng. Rồi, mã số 5B này con cũng giao lưu giá 180 cộng 33.000 tiền ship nha. Cô chú mình thấy ưng cặp nào thì liên hệ vườn con. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.